Bạch thầy, cho con hỏi, con bị đau chân nên con chỉ ngồi được. Dạ. Tốt, không sao hết, bán hay là kiết gì không vấn đề nha. Nhưng mà biết cái chân nó còn đó cho mình ngồi là cảm ơn nó. Đừng có viết cái chữ bị đau chân này theo kiểu là tại sao mình có cái chân nó đau nó không cho mình ngồi kiết già. Đừng oán hận đó, còn nó còn đó cho mình ngồi là ok nhé. Hay, mượn nó xài mà, cái gì mượn là người ta, có người cho mượn gì nha nè. Mình xài cho chu đáo á, không nó lấy lại. Thì mình xài sao đó mà nó đau rồi đó, là do mình, chứ mình đừng có đổ thừa. Nhưng con ngồi là con đau và cứng phần chân phải, mà bàn chân trái gác lên, bàn chân trái tê đau, mong thầy dạy cho con cách điều thân. A Di Đà Phật. Ngồi lên ở một cái thời gian nào đó thì lập tức ví dụ như khoảng nửa tiếng là cảm thọ nó sinh lên rần rần trong người vậy đó. Để làm chi? Để mình lôi cái suy nghĩ mình ra trở về với cái cảm thọ. Cho nên nếu như mà hết cái cảm thọ thì suy nghĩ mình nó sẽ bùng bùng lên. Cái lúc đó mình nói thầy ơi, làm sao cho con bớt suy nghĩ. Lại một câu hỏi khác. Tại, nếu mà hết tê chân có mấy cách sau đây. Một, lên đây thầy chích thuốc tê. Hai là không còn cái chân nữa. Ba là mình không có tu hành gì hết, sử dụng cái chân này bao nhiêu người khác, hay nó tê cái bỏ ra đi chơi chứ không có ngồi thiền. Như vậy đó mình có muốn không? Không. Như vậy là có cái chân để nó tê để mình tu chứ không phải để mình hết tê. Mình hết tê giống như những cái cách đó cũng hết tê. Như vậy cái gì trong đời này vui hay buồn, thoải mái hay dễ chịu hay là khó chịu, tất cả những thứ đó là hiện tượng để cái thấy của mình giống như là cái hàng đá mài, giống như là cái lưỡi dao nó mài lên những thứ đó cho nó sáng lên, chứ không phải chạy trốn những thứ đó hay nắm giữ những thứ đó. Bởi vì mình không có quyền tới thế gian này tay trắng đi về trắng tay. Anh muốn lấy cái gì đấy, anh là tên ăn trộm à? Nắm giữ hôm nay rồi mất công ngày mai phải buông. Vấn đề là đừng có dính mắc, chứ không phải vấn đề rồi hốt cho nhiều rồi hỏi làm sao con buông. Cho nên tốt lắm khi nó tê mình buông mới được. Khi mà nó ngồi sướng quá, nó nhập định luôn vào trong phi tưởng, phi tưởng xứ và khó lòng gặp Phật Thế Tôn luôn. À, cái nào cũng có cái giá của nó. Vấn đề là mình thấy như là Vipassana. Nói vậy thôi chứ mà cũng điều cái thân ngồi cho nó đúng vị trí, nó đúng cái cơ địa, cảm thấy nó vững vàng và nó tê là chuyện bình thường. Ngồi cả 3 tiếng cũng không sao. Nhưng mà khi cái tâm mà nó hoan hỷ, cái lạc thọ mà nó có, tức là ít nhất là vào cận hành định hay là an chỉ định, là tập cái tâm mình có lạc và cái hỷ nó xuất hiện, là cái đau nó không còn vấn đề nữa. Mà nếu cái đau nó có vấn đề thì mình lấy nó làm cái đối tượng để mình tu tập. Đau quá thì mình bỏ bớt ra, nhẹ nhẹ nhàng nhàng xoa bóp rồi đổi chân ngồi tiếp,